sinh ra trong giai đoạn đất nước lầm than, trong khói lửa chiến tranh, tu nghiệp tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Liên Xô, trưởng thành trong cái nồi cách mạng, là phóng viên đã kinh qua công tác ở hầu khắp các ban của báo. Hai lần vào Trường Sơn làm phóng viên chiến trường, ba lần ra Trường Sa những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ 20. Đến Đại hội 8 của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị cử làm Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và sau đó đảm trách cương vị Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương. Ngần ấy năm hòa mình trong thực tiễn lao động và chiến đấu của dân tộc, ông đã viết hàng nghìn bài báo, được mệnh danh là cây chính luận của Báo Nhân dân. Cho đến nay, tròn 26 năm, ông vẫn bền bỉ viết đều đặn cho chuyên mục Vấn đề tháng này, thực chất là mục xã luận trên Báo Nhân dân hàng tháng. Anh khóc chào đời trước bình minh, đêm bão giật đồng chiếm trắng nước, mẹ nói là húp nước rong muống luộc, thuyền cha rẽ sóng trao nghiêng. Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh sinh vào mùa hè năm 1945, năm Tổng khởi nghĩa tháng 8, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Nhưng cũng thời điểm đó, đất nước phải đối mặt với thù trong, giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt. Hình bóng người thân và miền quê nghèo hiện lên trong thơ ông như tận cùng nỗi xót xa. Mẹ sinh con giữa ngày tháng gian nan, bão tháng sáu hất tung mái rạ, gọng giáo héo đêm trồn trào, cồn cào chợ già, sinh con mẹ đói lạ suốt tuần. Chính những hoàn cảnh khó khăn ấy lại là ngọn lửa hun đúc ý chí vượt lên gian khó, rèn đúc chất thép của một cây viết chính luận sắc sảo, vững vàng. Nhiều người biết đến Nguyễn Hồng Vinh là một người say mê đọc và viết sách về chủ đề xây dựng Đảng. Trong 10 năm qua, ông đã xuất bản 4 tập sách giữ lửa với hơn 2.000 trang về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đề cập những vấn đề nóng bỏng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, cùng 5 tập sách chuyên đề về văn hóa, nghệ thuật và 11 tập thơ. Nhắc đến việc viết sách về lĩnh vực chính trị, trong đó có vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có lẽ nhiều người đều coi đó là lĩnh vực rất khó. Nếu chỉ dựa vào các nghị quyết, chỉ thị, thì bài viết sẽ rất khô khan, khó tạo nên tính hấp dẫn người đọc. Muốn hình thành một bài viết hoặc cuốn sách chuyên đề có sức thuyết phục công chúng, cần phải đọc nhiều, đi nhiều, am hiểu sâu về lý luận và thực tiễn, tự góp sức lý giải độ vênh giữa các chủ trương, chính sách với thực tiễn đời sống cụ thể. Với lòng đam mê, bền bỉ trong 10 năm qua, dù ở tuổi xưa nay hiếm, nhà báo Nguyễn Hồng Vinh với các tập sách chính luận dày dặn, đa dạng đề tài đã xuất bản, gồm nhiều thể loại chính luận, bút ký, phóng sự, tùy bút đã thực sự gây hiệu ứng tốt trong đông đảo độc giả. Tôi luôn luôn tâm sự với các bạn đi sau đấy là muốn trưởng thành phải có lòng đam mê nghề nghiệp. Hay nói một cách, đam mê nghề báo. Mà cái đam mê này được hình thành bởi mấy yếu tố. Thứ nhất là anh phải xác định và phải có ngọn lửa yêu nghề thật sự ở trong lòng ấy. Thứ hai là mình phải yêu cuộc sống của nhân dân ấy, trong đó có chính mình. Mình yêu mình, yêu cuộc sống của cộng đồng nơi mình sống. Và mở rộng ra là yêu các tầng lớp nhân dân, những cái nơi mà những nhà báo cần phải đến tiếp xúc. Và cái thứ ba ấy, phải yêu tha thiết đất nước tổ quốc mình. Một cái đất nước mà trải qua nhiều cuộc chiến tranh, nhưng dân dân chúng ta rất anh hùng và dũng cảm. Và đối với tôi có một cái yếu tố cuối cùng, một cái sự đam mê được quy định bởi vì tôi rất yêu Đảng và chế độ. Quả thật đối với tôi từ đáy lòng, bởi lẽ không có Đảng, không có chế độ mới thì không có một Hồng Vinh như hôm nay. Bởi vì từ một cậu bé ở đồng Chiêm Trũng, chăn trâu cắt cỏ như vậy, và đến được học hành, rồi về Báo Nhân dân được đào luyện, từ một anh phóng viên rồi anh gặp cán bộ quản lý và được giao cho phụ trách rất nhiều bạn. Và đến lúc trở thành người đứng đầu của cơ quan báo chí, tiếp nối cái sự nghiệp của các anh Hoàng Tùng, Hoàng Hà, Hà Đăng, Hữu Thọ, thì tôi thấy là cái biết ơn Đảng và chế độ đối với tôi rất cụ thể. Và trong văn
của anh viết thì bao giờ cũng có cái tính thời sự, tính chiến đấu của báo. Thì như vậy là tôi cho là, mà đặc biệt là lúc anh lên anh làm cái hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật ấy, thì cái đó nó cũng gắn kết với nhau dữ lắm. Những cái người bình thơ và những người nói về Hồng Vinh và nói về cái chất thơ của anh trong cái văn, tức là trong báo có văn và có thơ. Cái lao động của anh là lao động mỗi ngày. Không ai lao động như kiểu Hồng Vinh. Năm nay đã gần 80 tuổi rồi. Trong 10 năm qua, 12 năm qua, 15 năm qua vẫn miệt mài lao động. Và ngày nào anh cũng viết. Như vậy là anh đọc, anh nghĩ, anh đi và anh viết. Lĩnh vực nào của Hồng Vinh cũng tương đối xuất sắc. Như ở trong Dữ Lửa tập 4 đây, anh viết rất nhiều về Covid. Anh không phải như các bạn phản ánh về tình hình chống dịch, mà anh viết ở tầm cao khác. Nghị trường chống dịch, Đảng và Nhà nước chống dịch, anh khái quát rất nhanh và viết những câu chuyện rất cảm động, kể cả việc nhỏ thôi, như phụ nữ chống dịch, anh nâng lên thành một cái vườn hoa phụ nữ để chống dịch. Và tôi sực nhớ đến câu của bác ấy, người tốt là một bông hoa đẹp, cả nước ta là một rừng hoa đẹp, kiểu như thế. Cách viết của ông Vinh là như thế, viết chống dịch cũng rất chính luận mà cũng rất là đời. Còn nhà báo Lão Thành Hoàng Tùng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, nguyên Tổng biên tập báo Nhân dân, đã từng nhận xét các chặng đường làm báo của Hồng Vinh gắn liền với quá trình cách mạng nước ta và công tác của ông. Xuất thân là lính, tiến lên thành người chỉ đạo, ông vẫn sử dụng cây bút viết mỗi ngày một tốt hơn, viết nhiều thể loại và nhiều đề tài khác nhau, văn có linh hồn, sự kiện và con người có phong cách riêng. Mỗi tác phẩm của ông đều bắt nguồn từ những trải nghiệm thực tiễn cuộc sống, được lý luận soi sáng. Ông tiếp cận thực tiễn dưới con mắt của một nhà khoa học và được thể hiện qua những bài báo giao hòa lửa báo với hơi văn. Nói cách khác, bài báo của ông vừa có chất thép, vừa sâu đậm tính nhân văn. Tôi hay nhắc đến đồng chí Tổng biên tập Hoàng Tùng không phải là mình lấy một cái người cao nhất là báo để mình làm chỗ dựa. Mà quả thật trong đời tôi đấy, có những cái kỷ niệm ngày đầu về đấy, tôi lên chào ông. Thì ông nói một câu rất là ngắn gọn đây này. Này, ông cử về đây thì hãy lao vào việc nhá. Giống như người muốn biết bơi thì phải lăn xuống nước để mà tự bơi, tự vùng vẫy. Tự cậu phải tìm hiểu những bài viết của lớp người đi trước. Ông chỉ xuống phía thư viện đấy, đầy sách ra đấy, đầy báo ra đấy, cậu vào cậu đọc. Rồi cậu rút ra cái gì cần thiết đối với mình. Thì đấy là một cái câu vừa là lời khuyên mà sau này tôi thấy là rất thấm thía biết ơn. Đấy là cái định hướng đầu tiên. Bước thứ hai là sau khi được các trưởng ban giao đề tài đó, và tôi có thể nói là mỗi một bài tôi được đăng lên tôi vẫn giữ lại từ cái bản thảo đầu tiên đến cái nét bút chữ của ông trưởng ban, rồi đến của ông trực ban biên tập, rồi đến cuối cùng là phê duyệt của bác Hoàng Tùng. Thì tôi thấy là học qua thực tiễn như thế mình thấy rất thân thiết và trưởng thành. Tính chiến đấu và tính nhân văn là đòi hỏi cao cả của người cầm bút. Sự hòa trộn ấy khiến cho những tác phẩm của ông luôn có hơi thở cuộc sống. Ông không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của con người hết lòng vì dân, vì nước, mà còn thể hiện dũng khí đấu tranh không khoan nhượng trước những thói hư, tật xấu của bọn tham quan lợi dụng chức quyền. Nào ai biết, có những điều hiểm nguy hơn ta tưởng. Những mưu mô loại bỏ người chân chính bằng mọi thủ đoạn đê hèn, ném đá dấu tay, thổi phồng, bịa chuyện, bất chấp nhân tâm, miễn sao đoạt chức quyền bằng được. Hay là những lời cảnh tỉnh về hệ lụy khôn lường do bọn cơ hội thực dụng tạo ra. Hậu quả gây ra không thể tính bằng tiền, tế bào lương tâm ngày thấm sâu độc tố. Nội bộ hình thành phe nhóm, đúng sai, ranh giới xóa nhòa, danh dự con người như bong bóng trong mưa. Hay đó cũng là những câu hỏi nhức nhối đối với những ai còn nuôi ý thức trách nhiệm với Đảng, với nhân dân. Mới hay nguy hại, giữa lòng tham chính trị và lòng tham kinh tế, cấp độ nào lớn hơn? Là người cầm bút với sứ mệnh và trách nhiệm cao cả gánh trên vai, nhà báo Hồng Vinh luôn nỗ lực phấn đấu đổi mới mình và góp phần đổi mới, cổ vũ thành tựu đất nước. Tác giả luôn sáng suốt, tỉnh táo, khen chế đúng mực, cẩn trọng, sâu lắng, ẩn tàng trong từng con chữ, bằng mắt nhìn, đầu nghĩ và những chiêm nghiệm và trải nghiệm trường đời. Ông đã góp sức tìm ra chân lý, đề xuất cách xử lý thực trạng đang bộn bề hay dở đan xen.
Mới đây, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023, ông đã cùng một số đồng nghiệp tham gia cuộc tọa đàm với chủ đề Lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc, vững bước theo Đảng Quang Vinh, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức tại Đường sách Hà Nội. Những ý kiến của ông được nhiều người nghe tán thưởng, hoan nghênh. Trước đó một tháng, tại lễ trao giải hàng năm của Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, ông đã vinh dự nhận giải B, giải cao nhất trong năm, về gần chục bài viết với chủ đề văn hóa con người nhằm cụ thể hóa ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc ngày 24 tháng 11 năm 2022. Chúng ta đã và đang triển khai nhiều giải pháp tích cực, vừa nhằm làm rõ các giá trị quốc gia về văn hóa, vừa phải khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, thiết chế, chính sách để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh thúc đẩy đất nước phát triển, trong đó xây dựng đạo đức, nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Nhìn từ góc độ đó, hàng trăm bài viết, hàng chục đầu sách của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đã xuất bản, thật đáng trân trọng và ghi nhận. Có thể nói sức làm việc của bác nhiều người thế hệ sau này chúng tôi khó mà theo kịp. Và cái năng lực của bác, bút lực của bác nó mạnh mẽ và những cái ý tưởng rất là chính thống, truyền thống, nhưng những ngôn từ của bác thì rất là dễ đọc, dễ đi vào lòng người. Có thể nói nhà báo Hồng Vinh và đồng thời cũng là một nhà văn, nhà thơ đã thực sự truyền cảm hứng cho thế hệ chúng tôi sau này và cũng là cái tấm gương để chúng tôi luôn noi theo. Dù là đang công tác hay là đã nghỉ hưu thì còn sức lực, vẫn còn tiếp tục cống hiến cho đất nước nói chung cũng như là nền báo chí cách mạng Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh đã vượt qua cột mốc xưa nay hiếm, cây đại thụ báo chí và văn học Phan Quang đã viết về ông. Nguyễn Hồng Vinh tựa như dòng suối nước đầu nguồn, ngày đêm xuôi chảy thuận chiều, thỉnh thoảng làm tóe lên một ánh đẹp bất ngờ khiến nhiều người thích thú. Đúng là một Nguyễn Hồng Vinh luôn nuôi dưỡng đam mê, không ngừng sáng tạo trong sự nghiệp báo chí và thi ca. Ngòi bút tài hoa của ông luôn phát tiết, là tấm gương sáng về tình yêu nghề báo, nghiệp thơ, về nghĩa tình, trách nhiệm với bạn bè, xã hội, về sự tận tâm, tận hiến cho cái đẹp của con người và Tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Không quá lời khi nói ông như con tằm kéo kén, con ong cần mẫn làm mật cho đời.